Hi, chào bạn. Chào các bạn đến với Trung Nguyên TV. Đây hôm nay mình về hai thùng các bạn nhé. Nhưng mà một thùng này là rất đặc biệt này, các bạn nhìn này. Đấy. Một thùng rất là bé thôi, không phải thùng to, nhưng mà thùng này giá trị cũng cao chứ không phải thấp nhá. Còn một thùng nữa thì nó gồm có mập trắng, mập đen. Đấy, bảy màu với lại cây thủy sinh nước linh tinh một tí. Với lại có thêm bọn kim cương. Lát nữa mình sẽ thả ra quay cho các bạn xem kim cương, vì kim cương này thỉnh thoảng mình mới về thôi. Đấy, còn hôm qua về hai thùng thì chưa quay được video hai thùng về các loại luôn. Thì đây là sẽ la hán các bạn nhé. Đấy, quay chủ đề chính nó là la hán, nhưng mà đặc biệt này các bạn này, đây mình về cả cái size nó size hai ngón. Đây. Gọi là cá giống. Cá này nó sẽ nuôi đàn này, hiện tại bây giờ là sẽ nuôi được đàn. Và trong này nó sẽ lẫn cả mái cả trống, bởi vì nó chưa phân biệt rõ được trống mái đâu. Và giá nó rất là rẻ. Nhưng mà thường ấy, la hán thì tỷ lệ mái cũng rất là nhiều cho các bạn nhé. Nhưng mà được cái vẫn nuôi đẹp, các bạn nhìn thấy hoa văn trên người nó vẫn là đẹp, vẫn là dòng cá để nuôi đàn được. Ví dụ như ghép chung với bọn chơi này tai tượng này, để chơi gọi là chơi cộng đồng ấy thì chơi được. Đấy, còn hiện tại đây, trong từng túi này thì sẽ là la hán. Ô, đẻ đẹp rất mấy túi rồi. Từng con một. Đấy. Bây giờ mình sẽ ngâm nó vào từng bể ở đây. Bể thì đã chuẩn bị sẵn này. Đấy. Đấy, cả một dãy này dài đều chuẩn bị để cho la hán về. Thì mọi khi mình cũng đã bán la hán rất nhiều rồi, nhưng mà chưa lần nào sẽ nhập nhiều về như lần này, bởi vì là la hán ấy, nó đặc trưng của nó là mỗi một bể này chỉ thả được một con, nên là đây mình chỉ có một ô này thôi. Đấy, trước chỉ một ô này thôi, và chị sẽ thả được tối đa nhiều nhất là 2, 4, 6, 8, 10 con là hết cỡ. Đấy, có những lần về nhiều nhất là 10, nhưng mà mình mới làm thêm một dãy này. Đấy, và theo kinh nghiệm thì đây các bạn nhìn thấy một dãy ngăn trong một ngăn ngoài. Đấy, theo kinh nghiệm của trại thì là cũng không cần phải trước đây các bạn nhìn thấy mình vách trắng này để ngăn ra cho nó không nhìn thấy nhau, nhưng mà ở bên trại họ cũng bảo không cần phải ngăn. Đấy, nuôi cá la hán là dễ, cũng không cần phải cầu kỳ quá. Đấy, quan trọng là các bạn phải cắm cái sưởi, phải duy trì cho nó cái nhiệt độ trên 29 độ, để cái nhiệt độ thấp quá la hán nó không tốt. Đấy, còn các bạn nhìn đây, thả mỗi bể đều đôi rất nhá. Đấy, tổng trên đến 16 con liền. Đấy, còn bên này nữa. Đấy, lát nữa sẽ thả ra quay riêng từng con cho các bạn xem. Rất đơn giản và hiệu quả. Và bạn nào muốn, đây là mình nhập về bán thì mình cũng chỉ làm một ô nó khoảng khoảng 10 mười mấy, mười chỗ này có khoảng 15 đến 10, 32, 16, 33, 17 gì đấy. Tóm lại là không rộng lắm, bởi vì cá mình thả nhập về giống này đó, nó cũng là hàng giống thôi, nó chỉ sơi vào size 3 ngón thôi, chứ nó không phải hàng to. Đấy, và chắc chắn là mình cũng sẽ bán đi rất là nhanh, chứ không phải để nuôi lớn. Đấy, nếu mà để nuôi lớn thì cái bể này các bạn nên làm cho nó khoảng 20-20, tối thiểu tầm đấy thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu các bạn nuôi để chơi nữa ấy, thì phải nữa, rộng nữa. Hoặc là chỉ để 20 và sâu một phát luôn, chứ không ngăn được đôi như này các bạn nhé. Đấy, thì mình cũng hướng dẫn luôn các bạn. Các bạn có thể đam mê cá la hán thì biết cách để chia bể làm sao để nuôi được nhiều la hán nhất. Bể kia thì mình sau này mình thả được cá to này, bởi vì mình không chia như này, mình sẽ để làm được thả cá to hơn. Nhưng mà hiện tại hôm nay về thì cũng toàn con bé thôi, không có to. Thì hết hàng to rồi, đặt hàng to nhưng mà không có. Đấy, và kim cương thì mình sẽ thả chung vào đây luôn này. Cho bọn này cũng thả chung được này. Thì xong rồi sẽ cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, mình đã thả cá xong rồi nhá. Đây ở dưới là kim cương đây. Cái bể này không thả, dọn bể nó lên rêu rồi. Đấy, quay đây các bạn để nhìn rõ kim cương.
lâu lâu mình mới nhập một ít rồi. Thì dòng này là cũng dòng nó lạ lạ, nó cũng sẽ ít bạn chơi. Có dòng tai tượng kìa thì sẽ nhiều người chơi hơn, thì nhiều người biết đến hơn là dòng này. Đấy, kim cương nhé. Nhìn như Zofi luôn. Nhưng mà nuôi càng to lên nó càng lên màu rất là rực, rất là đỏ các bạn nhé. Đây còn La Hán đây. Rất là khỏe luôn. Rất nhiều nhé. Đấy, bạn nào thích cứ qua chọn thoải mái nhé. Đấy, những bể này thì các bạn đấy nhìn đấy, tưởng nhìn là tưởng một bể hai con đấy, nhưng mà sẽ là ngăn đôi nhá, một con trong một con ngoài đấy. Đấy, rất là sung luôn. Số lượng ấy rất là nhiều. Còn bạn nào mà thích số lượng nhiều nữa thì cứ ớ một câu thôi, là thích bao nhiêu con cũng có các bạn nhé. Đấy, ngoài ra bên mình có về thêm một ít lóc bông. Đây. Size rất là to các bạn nhé. Đây, bình thường người nó các bạn nhìn có con phải đến hai ngón thôi. Mình mới đổ cái sạn gốm vào đây, nước đục các bạn nhìn thấy bể bên này nước trong, bên này nước cái đục này. Đấy. Xài to đẹp luôn rồi, chứ không phải hàng bé. À, có con hàng tật kìa. Đấy. Hàng uốn éo luôn, cong tớn luôn. Hàng này mới hot rồi các bạn này. Đấy, lưng gù tật sóng. À, có một con để chơi rồi. Đấy, con này để lại để chơi. Phải còn dạng người này nữa chứ. Rồi. Quá đẹp luôn. Đấy, rất nhiều các bạn hỏi lóc kia. Đây là lóc loại giá rẻ. Giá thì 100, con bé 100, con to chỉ đến 120, 130 một con thôi. Còn đâu là mà mình không chưa nhập về những loại hàng đắt tiền, hàng rất nhiều. Với hàng mà đắt tiền nó có hàng chục loại khác nhau nữa cơ. Đây là cho các bạn tập chơi thôi, tập chơi hàng rẻ đấy đã. Còn bạn nào thích hàng đắt thì cứ cũng inbox là có hàng. Hiện tại cơ sở trên Thái Bình là có sẵn 9 loại khác nhau rồi. Thế các bạn thì cần thì mình cũng chuyển về đây thôi, là có hàng luôn. Hôm trước hôm sau có luôn được, nhưng mà hiện tại chỉ có size nhỏ thôi các bạn nhé. Vì hàng này nó đắt mấy trăm ngàn một con rồi, nhỏ tí ti. Còn hàng này như hàng đấy mà hàng to như này về đến tiền triệu rồi đấy. Đấy, cũng rất nhiều các bạn nhé, vì hàng này nó rẻ. Đấy, giá mình vừa báo là 100 đến 120 một con. Còn bạn nào mà đấy, đặt số lượng lớn thì có hết nhé. Hàng này mình làm việc tại trại luôn, rất nhiều luôn. Đấy, lóc bông này nhìn nó có hoa văn nó đẹp. Còn lóc kia nó sẽ bé kia nhìn nó đen thì xì. Đấy, các bạn thích chơi một số dòng cá săn mồi. À quên, còn bạn bé đây. Bạn bé này, size nó khoảng 2 ngón này. Bọn này thì
chưa phân biệt chống mái đâu. Bọn này muốn phân biệt chống mái là các bạn phải tách ra từng con một và form ít nhất phải cả tháng để cho nó lên. Như con này mình nhìn chắc chắn là con trống rồi này, nhưng mà đầu chưa lên này. Tại vì cái vây kỳ của nó đã phát triển mạnh cái con này. Con trong này. Đấy, giá rất là rẻ các bạn nhé, bọn này rất là rẻ. Giá nó chỉ quanh quẩn, bởi vì mình vừa về mình cũng chưa làm giá đâu, nhưng mà giá nó chỉ quanh quẩn khoảng 20.000 đến 30.000 một con thôi, rất là rẻ. Bằng với kép panda này, kép panda thì nó 20.000 một con này. Đấy, kép panda. Ok, thôi mình kết thúc video đấy rồi. Các bạn cần những hàng gì thì cứ inbox mình nhé. Đây, quay qua các bạn một chút về rùa này. Hôm trước mình có về ít rùa cá sấu này. Bạn nào thích chơi rùa cá sấu không? Đấy, cá sấu này nhá, dòng này là con mai nó vàng vàng nữa nhá các bạn này. Đấy, chứ không phải là và dòng đen xì nhá, mai rất đẹp chưa. Đấy, con này to chưa. Đấy, rất là đẹp luôn. Rùa cá sấu. Ok. Rùa. Rất nhiều rùa. Các bạn thấy video mình hay thì tiếp một like, ủng hộ mình một cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mới nhất các bạn nhé. Ok, bye bye.